Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo người, có một người cùi đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: Ta muốn, anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: Hãy ý tứ đừng nói với ai, hãy đi trình diện với tư tế và dân của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng cho họ biết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Thưa anh chị em, ngày xưa không phải như ngày nay, y khoa nó phát triển, chúng ta có nhiều máy móc, có nhiều loại cái kiểu xét nghiệm để có thể khám phá ra một căn bệnh, để có thể khám phá ra những virus có thể tấn công con người hay tấn công vào đời sống của con người. Nhưng ngày xưa thì không, chỉ dựa trên đôi mắt và phán quyết của những người có thẩm quyền. Cho nên chúng ta tin tưởng chắc chắn là sẽ có những oan sai. Ở đây cũng vậy, luật của Môi-sen từ Cựu Ước vẫn mãi giữ cho tới thời Chúa Giêsu và chắc chắn cho tới thời nay. Ngày nay thì người ta dùng tiến bộ y khoa, nhưng ngày xưa thì dùng cái lý lẽ của người có quyền. Chẳng hạn như trên da thịt của anh chị em có bị một đốm hay là một chấm gì đó, nếu tư tế phán rằng người này đã bệnh cùi thì rất tội nghiệp. Những người bị cho là bệnh cùi sẽ phải tự mình tách khỏi đời sống cộng đồng, sẽ phải đi đâu cũng phải la lên: Tôi là người bị bệnh truyền nhiễm, để mọi người tránh xa. Và độc ác hơn nữa, khi người ta quan niệm rằng những ai bị bệnh cùi là những kẻ tội lỗi, bị Chúa phạt, cho nên mới bị truyền nhiễm như vậy. Và đó là không chỉ truyền nhiễm mà còn là bệnh nhơ uế. Luật về nhơ uế là luật khắc khe, ai bị cáo buộc là nhơ uế thì phải hoàn toàn tránh xa người khác để không lây nhiễm sự nhơ uế của mình cho người khác. Nhơ uế về thân xác, vậy mà người ta đánh đồng nó với việc nhơ uế về tâm hồn. Cho nên khi nghĩ rằng một người bị bệnh cùi thì bệnh nhơ uế, cũng có nghĩa là người đó đang mắc tội nặng, người đó đang bị Chúa giáng phạt. Thành ra những người bị bệnh cùi trong thời của luật Cựu Ước rất đau khổ, phải nói là rất đau khổ. Mà nếu là bị bệnh cùi thật, thưa anh chị em, tôi cũng đã từng sống ở Bến Sắn, cho nên tôi cũng biết nhiều anh chị em bị bệnh phong. Ở trong thời gian mà bệnh phong đang tấn công, nhiều người tự tử chết, không chịu nổi căn bệnh, không chịu nổi sự nhức đau của nó. Nghĩa là khi người ta bị bệnh vi trùng Hansen nó tấn công rồi, thì bằng mọi kiểu người ta phải chấp nhận sự đau đớn khủng khiếp, nhức nhối từ trong xương nhức ra, không chịu nổi, nhiều người phải chọn cái chết. Và kinh khủng hơn, cái con trùng Hansen đó nếu không phát hiện ra sớm, nó sẽ làm cho người ta bị dị dạng. Chẳng hạn như người ta méo mó khuôn mặt, người ta bị lệch đôi mắt, mù mắt, người ta bị rụng tay, rụng chân, người ta bị tấn công một cách kinh hoàng. Tôi đã từng phải xức dầu cho nhiều anh chị em bị bệnh phong mà không có bàn tay. Anh chị em biết là bí tích xức dầu đó, thì
sức dầu lên trán và lên hai bàn tay. Nhưng đối với người bị bệnh phong thì có khi hai bàn tay không còn, và thậm chí hai cùi tay cũng không còn, phải sức dầu trên vai của người ấy, vân vân. Với mặc cảm này, rồi với những đau đớn của bệnh tật này, rồi với những tấn công của thể xác và tinh thần này, với sự khinh khi của rất nhiều người xung quanh mình, hầu hết đều bị khinh dễ. Chúng ta thấy áp lực của người bị bệnh phong là khủng khiếp. Vậy mà luật còn bảo rằng không được gần cộng đồng, rồi lại đi đâu phải hô lên tôi là người nhơ uế, tôi là người nhơ uế như một khẩu hiệu của người đó, thì chúng ta thấy tàn nhẫn đến mức độ nào. Và chỉ khi nào tư tế phán rằng người này được lành sạch thì lúc bấy giờ người đó mới được hòa nhập trở lại cộng đồng. Và khi người ta được hòa nhập lại cộng đồng á, thì cái người bị cho là bị bệnh phong á, họ như sống lại lần thứ hai, họ như sống lại được lần thứ hai, bởi vì họ trở lại với mọi con người, họ trở lại với cha mẹ, với gia đình, với những người thân của mình. Mà trong khi đó, những cái đốm trên da thịt đó có khi là lan ben, có khi là lát, chưa chắc đã là bình cùi. Bình cùi thì làm sao mà hết được? Một ngày sau, một thời gian sau thì cái lát lan ben đó có thể biến mất. Tư tế bảo rằng hết cùi. Tư tế đâu phải là bác sĩ, mà ngay cả bác sĩ cũng không chẩn đoán bệnh đúng đâu, phải nhờ máy móc, phải có sự kiểm tra. Nhưng hôm nay người cùi trong tin mừng được Chúa Giêsu chữa lành, anh ta có thể nói là người sống lại lần thứ hai trong cõi đời. Chúa Giêsu đã cho anh ta một sự sống mới, một sự sống mà anh ta không bao giờ dám hy vọng. Chúa bảo rằng ta muốn, tức là anh ta tin tưởng Chúa, anh ta kêu Ngài, xin Ngài, nếu Ngài muốn thì Ngài chữa tôi. Chúa Giêsu với lòng khoan nhân trắc ẩn của mình, Chúa bảo ta muốn anh hãy làm sạch. Và sau đó Chúa dạy anh hãy đi về trình với tư tế. Từ đây khi trình với tư tế, những cái vết ở trên thân thể của anh không còn, liền lặng lại, thì tư tế sẽ phán rằng người này hết bệnh cùi. Anh ta sẽ trở lại đời sống cộng đồng, anh ta được trả lại một đời sống như mọi người, được trả lại một sự tự do, được trả lại một sự sống mà có thể nói là đối với chúng ta bình thường. Nhưng đối với những người bị phán quyết như vậy, cái bình thường của chúng ta có mặt trong cõi đời này, được sống, được làm việc, được tương quan, được ở với mọi người, rất đổi bình thường lại trở thành không thể có được. Cho nên đối diện với sự cô đơn tàn nhẫn ấy, người ta không thể chịu nổi. Chúng ta được Chúa ban cho mình lành sạch, chúng ta cảm ơn Chúa, hãy tạ ơn Chúa thật nhiều. Và khi mình hiểu được cái sự đau đớn của bệnh phong tấn công như vậy, thì thưa anh chị em, nếu anh chị em nhìn thấy bất cứ một người nào ở ngoài kia mà họ khác thường hơn chúng ta, đôi mắt bình thường của chúng ta dễ xa lánh họ, dễ tìm cách chạy trốn họ. Chúng ta có lỗi đấy, mất đức bác ái đấy. Bởi vì tự thâm tâm người bị bệnh phong họ đã mặc cảm rồi, mà đối diện với mình còn xa lánh, mình còn khinh bỉ, mình còn chê trách họ, thì chúng ta có lỗi, ai muốn mình bị bệnh đâu. Cho nên hãy nhớ hai điều này: nhìn lại thân xác mình lành lặn, hãy tạ ơn Chúa thật nhiều vì có những anh chị em mong muốn điều bình thường chúng ta đang có họ không thể có được. Hoặc là chúng ta nhìn thấy những ai mà ta coi là bị bệnh phong, hãy nhớ là chúng ta luôn luôn trân trọng họ, hãy nhớ là chúng ta có thể chia sớt cái gì được thì chia sớt, để cho họ có một đời sống tốt hơn, để cho họ có một tinh thần tốt hơn. Đó là cách chúng ta sống với nhau trong cõi đời này, và đó chính là
bác ái Kitô giáo mà chúng ta cần phải có để thực hành chính lời Chúa dạy mình. Như Chúa đứng đầy lòng trắc ẩn, nhìn thấy người bị bệnh cùi, Chúa bảo rằng ta muốn và Chúa đã chữa cho anh. Thì ngày nay với tất cả lòng yêu thương, với tất cả tinh thần của một người Kitô hữu, chúng ta cũng phải có tinh thần của Chúa mình. Đó là sự trắc ẩn, đó là lòng yêu thương, đó là một tình người mà chúng ta cần phải có dành cho nhau.